trai hóa chuyện gì. Khánh Linh xin chào mừng tất cả quý khán giả đang trở lại với chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh. Nếu quý vị là những người khán giả mới, xin mời quý vị cùng đăng ký kênh cũng như là bấm vào cái chuông để quý vị sẽ cùng nhau theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Thưa quý vị, ngày hôm nay Khánh Linh xin trở lại với quý vị về cái việc mà thông báo mới nhất của bên sở thuế về tiền thất nghiệp đó quý vị. Để quý vị biết thêm về cái việc mà free tax là không đóng thuế cái 10.200 đầu tiên. Và bên cạnh đó Khánh Linh sẽ cũng đưa ra một vài cái trường hợp ví dụ để nếu mà quý vị có những cái trường hợp như vậy thì quý vị biết là cái số tiền của mình sẽ được trừ khoảng được bao nhiêu tiền ha. Để quý vị biết thêm, hiểu thêm và giúp được cho quý vị không có quá lo lắng. Thưa quý vị, thì đầu tiên phải nói là một cái thông báo mới đến từ sở thuế luôn. Quý vị có thể vào cái website của sở thuế mà Khánh Linh cũng để cái link ở dưới phần chú thích nè, phần description, nếu mà quý vị muốn coi cái xác nhận cái tin đó có phải là sự thật hay không. Nhưng mà nếu những khán giả nào mà đã từng theo dõi video của Khánh Linh thì chắc chắn quý vị biết là những thông tin Khánh Linh đưa rất là chính xác ha. Và dĩ nhiên chính xác theo cái thời điểm đó thôi, chứ không thể nào nói là ngày hôm nay và cho đến chuyện mà của một năm sau mới coi lại thì dĩ nhiên nó không chính xác rồi thưa quý vị ha. Thưa quý vị, thì bên sở thuế có thông báo như vậy nè. Nếu những ai đã khai thuế cho năm 2020 rồi, trước khi mà cái gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la của ông Tổng thống Biden đó đã được approve, đã được ký, đã được thông qua thành luật rồi, thì những người đó đừng nên làm bất cứ gì hết. Tại Khánh Linh biết là có một vài cái bài báo khuyên chúng ta là phải file cái amend tax của mình. Amend có nghĩa là những cái gì mình có thay đổi sau khi mình khai thuế rồi, mình có gì thay đổi đó quý vị, thì mình phải amend lại và mình phải dùng cái form nó gọi là 1040X. X là giống như X, giống như là X bướm, như quý vị, như là xuân, mùa xuân vậy đó, chữ X đó ha. Thì đó, thì chúng ta phải thay đổi lại. Thì Khánh Linh cũng nói chút xíu cho quý vị, nếu những ai mà rơi vào trường hợp này, nếu mà cần phải làm amend á, thì chúng ta thật sự không có khó. Nó chỉ điền có ba cái cột như là ABC, cột đầu tiên, nó gọi là original amount là cái số tiền đầu tiên ban đầu, rồi cái net change là thay đổi bao nhiêu tiền, và cái cột C là correct amount là cái số tiền chính xác mà cần phải thay đổi. Thì cái này nếu mà anh chị em nào mà biết tiếng Anh thì có thể làm. Nhưng là sở thuế yêu cầu không làm gì hết nha. Nếu mà lỡ file rồi, không được cái benefit mà gọi là tiền tax á, không phải đóng trên cái 10.200 đầu tiên, thì cũng không làm gì hết. Đừng có nghe lời ai mà amend cái tax ngay bây giờ nha. Tại sao? Thì trong cái luật mới này nó có child tax nè, rồi nó có cái tiền tấm chất 1.400 nè, rồi nó lại có cái việc mà miễn thuế cho cái 10.200 đồng đầu tiên nữa. Tại vì sở thuế hiện tại đang làm việc với những công ty software tạo ra cái chương trình để mà khai thuế. Như quý vị được biết thì những người khai thuế cho chúng ta, họ lúc nào cũng phải cần có những cái hệ thống software đó để họ điền những cái thông tin của mình vào. Và trên cái hệ thống nó có ba rem sẵn hết rồi quý vị, nó làm calculation, nó tính toán cho mình hết rồi. Cho nên những cái người khai thuế chỉ có việc là biết chỗ nào để bỏ cái số tiền vào mà thôi. Cho nên đó là lý do tại sao hiện nay sở thuế kêu chúng ta là ngưng liền. Nếu mà muốn amend cũng không được, không nên làm bây giờ, hãy đợi cho sở thuế có những thông tin nói là ok, được rồi nha, thì mới đi có thể là amend lại, là đi thay đổi lại cái thuế của mình. Hay là họ sẽ có những cái chương trình khác, có thể là claim vào năm sau hay này nọ. Thì Khánh Linh nghĩ là có thể nếu mà họ muốn less work cho họ, ít việc hơn cho sở thuế, thì họ có thể nói thôi nếu mà lỡ rồi thôi để gì đi, năm sau thì sẽ claim lại cũng được. Khánh Linh nghĩ như vậy thôi, Khánh Linh không chắc nha quý vị nha. Và cũng xin thưa luôn rằng là các anh chị em ơi, những khán giả ơi, đừng có hỏi Khánh Linh là có thể nào mà làm một cái video hướng dẫn amend lại cái tax được hay không. Khánh Linh ơi, có thể nào mà chỉ cách khai thuế đơn giản được không? Xin thưa, thưa quý vị, cái vấn đề như vậy nè, không phải là sợ các anh chị em khai thuế thất nghiệp mà tại vì thưa quý vị, khi mà chúng ta làm khai thuế, chúng ta phải có kiến thức về thuế. Chúng ta không thể thấy là
Ồ, cái cô này hướng dẫn dạy điền y chang vậy, mỗi một trường hợp nó khác nhau hoàn toàn quý vị ơi. Và khi mà Khánh Linh chỉ như vậy rồi, quý vị không làm như vậy rồi, quý vị lại trách Khánh Linh, ủa sao cô này chỉ tôi sai rồi. Liên quan đến thuế quý vị dễ bị audit lắm nha, dễ bị kiểm tra này nọ, thanh tra dữ lắm, cho nên không nên quý vị ơi. Chúng ta cần những cái người khai thuế có kiến thức để họ biết là à, cái phần tiền này của mình nè, cái phần chi này của mình sẽ để vào những cái chỗ nào cho nó đúng ha, để mà có được cái tiền refund hay là cái thuế mình cần phải đóng chính xác nhất. Tại vì thuế trong vòng 3 năm, 5 năm họ có thể coi lại cái hồ sơ của mình và phạt mình đó quý vị ơi. Rất là đáng sợ luôn. Cho nên chúng ta cần có những người khai thuế uy tín để giúp cho chúng ta quý vị nhé. Và sau đây là ba cái trường hợp mà Khánh Linh chia sẻ đến quý vị. Nếu quý vị trong những trường hợp này thì quý vị có cái đáp án cho cái câu hỏi của mình rồi nhé. Cái trường hợp đầu tiên nói về cái việc mà 10.200 đầu tiên của tiền thất nghiệp không có phải đóng thuế. Và nhớ nha quý vị, single là 75.000 trở xuống trên cái tiền thất nghiệp á, không không có đóng thuế cho 10.200. Và một cặp vợ chồng, một cái household, một cái hộ gia đình là 150.000 trở xuống nha quý vị nhé, thì mới được này. Và cái tiền thất nghiệp thôi, free tax cho 10.200 của tiền thất nghiệp thôi chứ những cái tiền mà mình đi làm bình thường là không được nha quý vị nha. Cái trường hợp đầu tiên là một người độc thân và anh ta tiền thất nghiệp là 20.700 đồng. Thì anh ta sẽ được trừ ra cái 10.200 đồng. Vậy chi là anh ta chỉ đóng thuế ở trên cái 10.500 đồng còn lại mà thôi. Thì thường cái tax rate á, cái phần trăm mà thuế mà cái người độc thân phải trả là khoảng 20 đến 22%. Vậy chi là anh ta đã save được, anh ta đã tiết kiệm được tới 2.244 đồng tiền thuế lận, cũng nhiều ha quý vị ha. Đó. Rồi vợ chồng, vợ chồng thì nếu mà hai người đều lãnh tiền thất nghiệp hết, một người chồng thì lãnh là 19.750 đồng, người vợ thì lãnh 4.500 đồng tiền thất nghiệp, thì khi khai thuế thì trừ ra maximum họ có thể được trừ miễn cái thuế trên cái phần mà gọi là 10.200 á, maximum họ chỉ được là 14.700. Ủa tại sao không phải là 20.400? Thưa quý vị, tại vì cái người vợ đó họ làm có 4.500 mà. Cho nên họ đã trừ hết maximum 4.500 thôi, chứ làm sao trừ 10.200 rồi còn ra số dư nữa. Không được, không phải tính như vậy quý vị nha. Cho nên cái cặp vợ chồng này thì chỉ được có là 14.700 maximum cho cái tiền mà free tax unemployment, free tax tiền thất nghiệp mà thôi. Và cái trường hợp thứ ba đó là một người đi làm bình thường và kiếm được 8.450 tiền thất nghiệp ha. Thì năm đó anh không làm gì hết, chỉ có tiến tiền thất nghiệp thôi ha. Thì cái tiền mà anh ta được trừ ra là trừ hết hoàn toàn 8.450 miễn thuế, anh ta không phải đóng thuế cho cái tiền thất nghiệp mà anh ta nhận. Tại vì 10.200 lận mà đi làm mà tiền thất nghiệp có 8.450 đồng mà, thì nhiên phải cancel out hết rồi, đâu còn gì nó thiếu nữa đâu mà đóng thuế, đúng không quý vị? Và nếu những ai đã khai thuế năm 2020 rồi mà cái người khai thuế của mình nói thì sao quý vị? Ồ, chị không có được claim lại cái tiền 1.200 hay 600 của chính phủ đâu nha. Tại vì cái đó là của năm sau hay này nọ đó, hay là con của mình phụ thuộc hay này nọ, không có tiền bây giờ mình claim. Không, mọi người đi tìm cái chỗ khai thuế khác giùm Khánh Linh liền và lập tức luôn nha quý vị nha. Họ đã sai rồi. Và hiện tại cái tiền unemployment này là cho cái năm 2020 vừa rồi. Và chúng ta sẽ khai và claim vào cái năm 2021 này nè. Là 2021 rồi mình khai cho cái tax year 2020 nè, là kêu họ làm luôn chứ không phải đợi năm sau claim gì hết. Hiện tại là cái tiền free tax của 10.200 đó là cho cái năm chúng ta đi làm 2020 nha quý vị nhé. Đó, chúng ta phải chọn những cái nơi mà có kiến thức để giúp cho chúng ta. Và bên cạnh đó thì Khánh Linh được biết là California, Montana, New Jersey, Pennsylvania and Virginia là những tiểu bang không tính tiền thuế trên cái unemployment, tiền thất nghiệp. Đỡ lo ha quý vị ha. Cho nên cái tiền 10.200 này của liên bang mà thôi nha quý vị, liên bang mà thôi. Hy vọng là qua cái video này quý vị sẽ hiểu thêm về cái 10.200 quý vị nhé. Nếu mà có rảnh rảnh ghé vào cái kênh số 2 của Khánh Linh, đó là Khánh Linh Cuộc Sống Mỹ, để cùng đi dạo với Khánh Linh bờ hồ ngày cuối tuần. Tại Khánh Linh cũng mới đi dạo ở công viên có cái bờ hồ có vịt này nọ, trời ơi, thơ mộng lãng mạn lắm quý vị. Lâu lâu chúng ta cũng cần có một cái chút và gọi là bình yên trong tâm hồn. Cùng Khánh Linh đi dạo công viên quý vị nhé.
Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Nếu quý vị cảm thấy video này bổ ích thì cho Khánh Linh một cái like và chia sẻ đến cho nhiều người cùng biết. Tại khi mà cộng đồng chúng ta biết được những thông tin đúng và chính xác thì cộng đồng chúng ta mới phát triển vững mạnh hơn được quý vị ơi.